Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Điều tra TV. Thưa quý vị, sau khi bản án tử hình có hiệu lực pháp luật, tử tù sẽ còn chờ đợi bao lâu nữa cho cái ngày cuối cùng của đời mình? Cuộc sống của họ sẽ ra sao trong những ngày chờ đợi căng thẳng đó? Và những gì diễn ra trong buổi sáng mờ sương, hoang lạnh trước giờ thi hành án? Những câu chuyện, vụ án sau đây sẽ trả lời cho những câu hỏi đó, đồng thời tái hiện lại những ngày cuối cùng của một số tử tù với tất cả sự tiếc nuối và những sám hối cay đắng ở nơi họ. Đó cũng như là một lời cảnh báo về cái giá phải trả cho tội ác. Và bây giờ xin mời quý vị đến với nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Sáng Chủ nhật, ngày 11 tháng 11 năm 2012, sau những giày vò tâm can, chị báo tin vui rằng ngày 15 này, nghĩa là chỉ còn 4 ngày nữa, chị được phép thăm nuôi chồng là Trình Văn Tám, 36 tuổi, thường trú khu 10, xã Lâm Lợi, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Là công nhân công ty Pong In Vina ở Bình Dương đang bị giam giữ tại tỉnh Long An, nơi mà Tám gây ra tội ác hãi hùng, giết người, cướp của, đốt xác phi tang. Rồi chẳng đợi hỏi tới, chị bộc bạch chẳng biết hôm ấy có nên đưa con đi cùng để bố con gặp nhau cho vơi đi nỗi nhớ. Con bé năm nay 15 tuổi rồi, từ ngày anh ấy gây án và bị bắt là ngày 9 tháng 4 năm 2012 đến nay, đã hơn 7 tháng mà chưa có lần nào bố con được gặp nhau. Hai lần tòa đưa vụ án ra xét xử, cả hai lần con bé đòi mẹ đưa đi, nhưng mình sợ khi gặp cảnh bố bị cha tay vào còng, bị các chú công an áp giải, con bé sẽ sợ hãi ám ảnh nên không cho cháu đi cùng. Có lẽ lần này thì không giữ cháu được nữa, con bé cứ khóc, việc học sa sút vì nhớ bố. Người chồng người bố mà mẹ con chị hết lòng yêu thương đã gây nên tội ác hãi hùng. Chính thói trăng hoa vô độ của Tám đã đẩy gia đình và những người thân yêu của mình vào cuộc sống địa ngục. Chuyện bắt đầu từ mối quan hệ bất chính kéo dài giữa Tám và nạn nhân Bùi Thị Hoa, 34 tuổi, thường trú tại thôn Đại Đồng, xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Là công nhân công ty Bao Duyên ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 7 năm 2011, qua chương trình phát thanh VOV Giao thông của đài FM thành phố Hồ Chí Minh, Hoa và Tám chủ động liên lạc, nhắn tin, điện thoại làm quen với nhau. Khi tình cảm đã đượm, Tám nhiều lần rời nhà trọ ở khu phố Ninh Phú, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đến nhà trọ của Hoa ở tỉnh Lộ 10, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh chở Hoa đi chơi. Những lần đi xa, anh ấy bảo đi công việc nên mình không nghi ngờ gì. Anh sống rất tốt, có trách nhiệm với vợ con nên mình cũng như những người thân trong gia đình, chẳng ai nghĩ là anh làm điều gì đó đánh đổi hạnh phúc gia đình, khiến gia đình đổ vỡ. Người vợ có chồng bị tuyên án tử thổ lộ. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An, Trình Văn Tám nhen nhóm giả ý giết người tình từ việc nạn nhân Bùi Thị Hoa ngày càng leo thang về đường tình cảm. Thường xuyên nhắn tin yêu cầu Tám phải quan tâm chăm sóc mình nhiều hơn. Để đạt được mong ước bất chính ấy, dù biết Tám đã có vợ nhưng Hoa vẫn khống chế Tám bằng cách dọa nếu bỏ bê, Hoa sẽ báo cho vợ con Tám biết về mối quan hệ ngoài luồng của ông chồng được tiếng là đạo đức này. Do muốn cắt đứt quan hệ với Hoa nên Tám sắp tâm giết người tình. Ngày 25 tháng 1 năm 2012, Bùi Thị Hoa nhắn tin kêu Tám là ngày 26 tháng 1, tức là nhằm ngày mùng 4 Tết, chở Hoa xuống nhà bạn của Hoa ở Tiền Giang chơi. Tám đồng ý. Ngày 26 tháng 1, trước khi đến chở Hoa, Tám nảy sinh ý định sẽ đưa Hoa đến khu du lịch sinh thái thuộc xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, Long An để giết Hoa bằng cách đốt xác phi tang. Trích cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Long An vào ngày 13 tháng 6 năm 2012. Sắp tâm thực hiện tội ác, sáng ngày mùng 4 Tết, khi rời Bình Dương đến thành phố Hồ Chí Minh gặp Bùi Thị Hoa, thì Trình Văn Tám ghé tiệm tạp hóa trên đường tỉnh Lộ 10 ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân, mua một can nhựa loại 5 lít giá 12.000 đồng và 4 lít xăng giá 78.000 đồng. Đến 14 giờ cùng ngày, khi chở Hoa đến khu du lịch sinh thái Tân Lập, trong lúc ngồi nói chuyện, Tám bất ngờ bóp cổ Hoa cho đến chết, rồi lột lấy toàn bộ nữ trang, gồm một nhẫn vàng, một đôi bông tai, một bộ vòng xi men và lạnh lùng tưới xăng lên người Hoa, đốt cháy để phi tang. Sau phi vụ đẫm máu ấy, Trình Văn Tám gọi điện thoại cho Huỳnh Thị Kim Dung là người tỉnh An Giang, tạm trú tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương, là bạn gái của Tám, bảo có việc ghé ở nhờ nhà Dung. Sau đó, Tám bán số vàng chiếm đoạt của người tình bị dã giết hại được hơn 10 triệu đồng và dùng tiền đó để tiêu xài, mua điện thoại và nhẫn vàng. Đến ngày 9 tháng 4, sau quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Long An đã lần ra danh tính kẻ sát nhân và bắt được Trình Văn Tám tại phòng trọ số 15/3, khu phố Bình Phú, phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Bình Dương. Với những bằng chứng rõ ràng, Trình Văn Tám đã cúi đầu thừa nhận hành vi tội ác của mình.
Sau hơn 2 tháng tạm giam phục vụ cho quá trình điều tra, ngày 13 tháng 6 năm 2012, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã đưa vụ án Trình Văn Tám giết người ra xét xử. Xác định hành vi man dợ của Tám, động cơ đê hèn giết người mà liền sau đó lại phạm tội đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi bóc cổ nạn nhân Bùi Thị Hoa, Tám đã lấy tài sản và đốt xác phi tang. Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã tuyên phạt Trình Văn Tám án tử hình. Những người tham dự phiên tòa xét xử hôm ấy kể lại rằng khi nghe tòa tuyên án tử, Trình Văn Tám đổ gục xuống. Mạng người đời bằng mạng người, suy cho cùng là lẽ hiển nhiên. Vậy nhưng, Tám, như bao kẻ sát nhân khác, lúc sắp tâm sát hại người thì chẳng nghĩ suy đến cái thời khắc hành vi tội ác của mình bị bại lộ và phải trả giá bằng mạng sống của chính mình. Đến lúc đền tội thì mới biết sợ. Sau bản án của Tòa án Nhân dân tỉnh Long An, Trình Văn Tám kháng cáo. Trong đơn, Tám lại lý do lần đầu phạm tội, thành tâm nhận lỗi, nhưng trước tội ác quá dã man được thực hiện bởi một người có tri thức, có hiểu biết, Tám đã học xong lớp 12. Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh khi đưa vụ án ra xét xử vào ngày 16 tháng 10 vừa qua đã không chấp nhận những lý do kháng cáo này của Tám. Còn nhớ hôm ấy, trong lúc chờ hội đồng xét xử nghị án, lúc được hỏi thăm, chị, tức là người vợ đáng thương của kẻ giết người, cướp của, đốt xác phi tang, đang pháp phòng, chờ phán quyết của tòa, thổ lộ là chưa từng gặp nạn nhân Bùi Thị Hoa lần nào. Nếu biết được anh Tám và chị ấy gắn kết với nhau như thế, thì hẳn là mình sẽ ghen, sẽ ngăn cản anh ấy. Được như thế, thì đâu có xảy ra bi kịch hôm nay. Người vợ thổn thức, chẳng oán chồng mà tự trách mình. Cũng tại mình, vì mình quá vô tư, đã đẩy anh ấy đến nông nỗi này. Khi hay tin anh ấy giết người, mình cứ đinh ninh rằng người ta bắt nhầm hay bị đổ oan. Có nằm mơ, mình cũng chẳng thể nào nghĩ anh ấy là kẻ giết người. Vậy mà... Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên bác kháng cáo của Trình Văn Tám, tuyên y án tử hình. Chứng như đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên Tám khá bình tĩnh. Vậy nhưng, khi được các chiến sĩ công an giải ra ngoài phòng xử để lên xe đặc chủng về trại giam, lúc bước lên xe, vì quá sợ hãi mà Tám chẳng thể nhấc nổi bước chân để các chiến sĩ làm nhiệm vụ áp giải phải bế lên. Cửa xe đặc trùng khép lại, sau tiếng còi hú, chiếc xe chờ kẻ sát nhân bị tòa hai lần tuyên án tử rời khỏi tòa án, để lại người vợ hiền lành héo hon vì những đêm dài mất ngủ lo âu. Phiên tòa khép lại đã lâu, tòa đã vắng bóng người tham dự và cả những người liên quan đến các vụ xét xử. Nhưng hôm ấy, chừng như nỗi buồn quá lớn nên người vợ của Trình Văn Tám vẫn ngồi thẫn thờ như vẫn không tin chuyện rằng chồng mình là kẻ sát nhân bị tuyên án tử là sự thật. Gần gũi hỏi thăm, chị cho biết mình là Lưu Thị Thu, 35 tuổi. Anh ấy lành tính lắm, yêu thương vợ con lắm. Chị Thu giải bày, anh ấy có lẽ bị dồn nén vì không giữ được mình nên mới gây án như vậy, chứ anh ấy là con nhà gia giáo có học. 6 anh chị em của anh ấy đều là người có công ăn việc làm đàng hoàng, sinh sống tại Hà Nội. Một số người có vị trí xã hội, có một nền tảng gia đình như thế thì ai lại nghĩ anh ấy phạm tội giết người. Tiếc rằng Trình Văn Tám đã không nghe được những lời tâm sự tự đáy lòng của người vợ hiền, hẳn là anh ta sẽ ân hận tột độ. Tình yêu đơm hoa kết trái bằng đám cưới hạnh phúc vào năm 1997. Hơn 10 năm trời, cuộc sống kham khổ rồi nợ nần. Năm 2006, Trình Văn Tám xuất khẩu lao động sang Malaysia, nhưng chẳng may gặp phải bi cảnh công ty phá sản, không được trả lương và về nước trong cảnh nợ nần chồng chất. Năm 2007, Tám bàn với vợ vào Nam lập nghiệp. Nhờ chịu thương chịu khó, hai vợ chồng đã trả được nợ, tích lũy được một số tiền, chuẩn bị mua nhà thì xảy ra cơ sự do cái tính trăng hoa của Tám. Chồng ngoại tình giết người, tổ ấm gia đình đang chìm trong bi kịch số phận, khiến đứa con khủng hoảng tinh thần. Chị mang tiếng nhơ là vợ của kẻ sát nhân. Nỗi đau do người chồng tội lỗi Trình Văn Tám gây ra quá lớn như vậy, nhưng chị Thu không oán không hận. Mình luôn tin tưởng vào anh ấy, tin rằng anh ấy sẽ không đánh đổi những gì mà hai vợ chồng qua bao gian nan mới tạo dựng được. Ai ngờ. Chị Thu thổ lộ, với gia đình nạn nhân và xã hội, Trình Văn Tám, chồng chị là kẻ sát nhân man dợ, cần phải loại trừ. Nhưng với mẹ con chị, anh vẫn là người chồng, người cha đáng thương. Là vợ, chị chỉ biết yêu thương chồng, lặng lẽ bồi đắp chăm lo. Anh ấy có tội sinh con, chuyện ấy có lẽ đã làm anh ấy buồn. Giờ này chẳng biết trong tù anh có ăn uống ngủ nghỉ được không khi sự sống đang đếm từng ngày. Lại một lần nữa, người vợ đáng thương ấy tự trách mình. Đến trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An vào đầu năm mới, Tết cổ truyền đã ở lại sau lưng, song với mỗi phạm nhân đang bị kết án, giam giữ và cải tạo nơi đây, hiệu ứng của một mùa xuân mà ban giám thị mang đến là rất tích cực.
Thiếu tá Nguyễn Công Dung, Phó Giám thị trại tạm giam cho biết, trong dịp Tết, mặc dù công việc tăng lên gấp bội, song đơn vị vẫn chuẩn bị chu đáo cho phạm nhân đón Tết trong vui tươi lành mạnh với bữa tất niên có chế độ ăn gấp 5 lần ngày thường. Cùng với đó, các hoạt động như thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ như cờ vua, cờ tướng, bóng bàn, bóng chuyền, hái hoa dân chủ vừa tạo không khí sôi nổi đầu xuân, vừa có tác động rất lớn đến tâm lý, góp phần ổn định tư tưởng cho các phạm nhân, nhất là số đối tượng đang bị kết án tử hình. Trong số những phạm nhân bị kết án tử hình đang giam giữ tại đây, từ tù đã nằm giềng hơn một thập niên là Trần Đình Phi, sinh năm 1976, chú bản Na Tọc, xã Quế Sơn, huyện Quế Phong. Phi là ông trùm cầm đầu đường dây ma túy từ Lào về, 8 lần tổ chức mua bán 59 bánh heroin, bị kết án tử hình từ năm 2006. Đến nay, từ tù này nằm ở chốn biên giam gần 12 năm. Có rất nhiều từ tù, từ ngày bị bắt cho đến nay đã hàng nghìn ngày trôi qua, song không hề nhận được sự quan tâm thăm nuôi hay động viên từ gia đình. Những ngày ít ỏi còn lại trên giường thế, bị gia đình ruồng rẫy cũng là điều đáng thương. Vừa thương cảm cũng là dịp để động viên trấn an tinh thần tư tưởng cho những từ tù này. Những ngày cuối năm vừa qua, dù bận rộn với hàng tá công việc, nhưng trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An vẫn quyết định cử cán bộ về tận địa phương, nơi có thân nhân của những người bị kết án tử hình này đang sinh sống để tìm hiểu từng gia cảnh. Và thật xót xa thay, phần lớn thân nhân của các từ tù đang phải sống một cuộc sống khó khăn vất vả nơi chốn quê nghèo. Có người vợ trẻ không chịu đựng được sự xa lánh của mọi người đã biển biệt bỏ làng đi, để lại sau lũy tre làng được con thơ khát sữa cho ông bà nội, bà ngoại nuôi dưỡng. Có trường hợp bi đát hơn khi thân nhân không thể chăm sóc, đành phải làm thủ tục gửi đứa trẻ vào làng trẻ em mồ côi. Ám ảnh nhất sau chuyến đi là ánh mắt của những đứa trẻ có bố mẹ mang thân phận tử tù. Có cái gì đó như là cam chịu, nhưng ẩn sau đó là cả nghị lực phi thường để vượt qua nghịch cảnh. Thương cảm các em, cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị đã phát động quyên góp ủng hộ cùng với tấm lòng của một số bị can bị án đang giam giữ tại đây. Những món quà nhỏ đã kịp thời đến với những đứa con của tử tù. Giá trị về vật chất tuy không lớn, nhưng đó là nguồn động viên cho các cháu, cũng là liệu pháp ổn định tư tưởng cho các tử tù trong chốn biệt giam. Đại úy Bùi Đình Thiêm là đội trưởng đội tham mưu tổng hợp trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An cho biết thêm. Nhắc đến những đứa trẻ con tử tù, ám ảnh nhất của người viết bài này có lẽ là thân phận côi cút của cháu Nguyễn Thanh Trúc, sinh năm 2002, là con của tử tù Nguyễn Khắc Long, sinh năm 1975, quê huyện Nam Đàn, Nghệ An. Năm 2000, Long gặp và kết hôn với chị Lê Thị Ngân, chú huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Sau đó cả hai lập nghiệp sinh sống tại xã Thọ Sơn, huyện Anh Sơn, và cháu Thanh Trúc là kết quả của cuộc hôn nhân ấy. Sau 6 năm chung sống, tình cảm vợ chồng nhạt phai, chị Ngân kiên quyết ly hôn nên nộp đơn ra tòa án, mặc cho Long ra sức níu kéo. Ngày 5 tháng 8 năm 2010, biết vợ được em trai là Lê Văn Mạnh, sinh năm 1983, trở ra tòa án để làm thủ tục ly dị. Long thủ sẵn con dao nhọn có khắc chữ hận tình, ngồi chờ bên bến đò Cây Chanh thuộc xã Đình Sơn, huyện Anh Sơn. Và khi đò vừa cập bến, Long lao xuống đâm vợ và em vợ, khiến cả hai tử vong tại chỗ. Với tội ác này, Nguyễn Khắc Long bị kết án tử hình. Cháu Thanh Trúc lúc bấy giờ mới vào lớp 2, bỗng chốc mất cả cha lẫn mẹ. Ông bà nội ngoại cũng không có khả năng nuôi dưỡng, nên cháu Nguyễn Thanh Trúc được làng trẻ em SOS, thành phố Vinh làm thủ tục đưa về chăm sóc. 2 năm sau ngày xảy ra thảm án, cháu Trúc đã viết thư cho người cha tử tội của mình, một bức thư. Nội dung có viết: "Lâu nay, con nhớ cha rất nhiều, cha có khỏe không và cha sống có tốt không ạ? Con xin lỗi cha, tại vì năm ngoái con không gửi được thư cho cha. Cha đừng giận con nhé. Con không muốn sẽ mất thêm một người thân yêu như cha nữa đâu. Con mong cha sống khỏe, cha không được buồn mà cha phải luôn mỉm cười trong cuộc sống. Năm ngoái, con đã được giấy khen đấy cha, và con xin hứa sẽ luôn cố gắng trong học hành." Từ bức thư này cùng với lá thư xin lỗi Long gửi cho gia đình vợ và con gái, ban giám đốc trại tạm giam đã tổ chức cho hai cha con được gặp nhau sau đó. Ngày Nguyễn Khắc Long bị đưa đi tử hình, Trúc đau đớn không dám nhìn. Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh người bố bị công an bịt mắt ngắm bắn là nước mắt cháu không ngừng tuôn rơi. Nỗi đau này không biết bao giờ mới có thể nguôi ngoai được. Một thời gian sau khi Nguyễn Khắc Long đã mầu yên mà đẹp sau khi nhận án tử hình, chia sẻ với chúng tôi từ làng trẻ em SOS, cháu Trúc cho hay cuộc sống của cháu đã cân bằng trở lại dù vẫn còn rất nhiều trông tranh hụt hẫng sau biến cố. Trong trí nhớ của Trúc, cha mình là người rất thương con và yêu vợ. Những ngày vợ bỏ đi, chính Long đã ôm con gái đi khắp Tây Nguyên để tìm kiếm, níu kéo.
nhưng bất thành, và có lẽ đó là điều khiến cho Trúc vẫn luôn yêu thương người cha tử tù. Cũng tại huyện Anh Sơn, câu chuyện bi đát của gia đình tử tù Phan Văn Tuấn, sinh năm 1982, trú tại xã Hoa Sơn, cũng khiến không ít người thương cảm. Năm 2008, Tuấn kết hôn với chị Đặng Thị Kiều, có hai đứa con gái là Phan Thị Trang, 10 tuổi, và Phan Thị Phương, 7 tuổi, thì phát sinh mâu thuẫn. Chị Kiều bị chồng đánh đập nên bỏ vào Tây Nguyên sinh sống, còn Tuấn cũng sang Lào làm ăn. Đầu tháng 1 năm 2015, Tuấn về nhà bố mẹ vợ hỏi thăm tin tức vợ nhưng bị từ chối cung cấp. Cho rằng gia đình bên vợ bao che, Tuấn nảy sinh tức tối nên về nhà, dắt dao quay lại thì gặp chị vợ là Đặng Thị Vân, sinh năm 1981, lúc này đang bồng con nhỏ mới 6 tháng tuổi đứng trước bậu cửa. Tuấn xông vào vung dao khiến chị Vân tử vong trên đường đi cấp cứu. Cháu bé cũng bị thương tích tổn hại 15% sức khỏe. Với hành vi này, Tuấn đã bị tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tuyên án tử hình về tội giết người vào tháng 1 năm 2016. Gần 2 năm vướng vòng lao lý, giống như nhiều tử tù khác, Phan Văn Tuấn không có người thân thăm nuôi. Cán bộ quản giáo đã nhiều lần bắt gặp tử tù này khóc rưng rức trong chốn biệt giam. Hỏi ra mới biết, Tuấn ân hận vì những gì mình đã gây ra và thương hai đứa con không nơi nương tựa. Sau sự việc xảy ra, hai cháu Trang và Phương chỉ còn trông cậy vào bà nội. Trước đây khi ông nội còn sống, ba bà cháu còn có chỗ dựa về tinh thần cũng như vật chất. Nhưng sau khi ông mất đi, để lại mình bà tần tảo nuôi hai đứa trẻ mới lớn, đang tuổi ăn tuổi học, gia cảnh rất khó khăn. Liên hệ với chính quyền địa phương, ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoa Sơn cho biết thêm, cuộc sống của ba bà cháu khá vất vả và khốn khó, đặc biệt là hai đứa trẻ mang thân phận con của tử tù. Quá trình học tập, giao tiếp xã hội cũng có những mặc cảm nhất định. Chính quyền địa phương đã phối hợp với nhà trường và tổ chức hội thường xuyên quan tâm giúp đỡ các cháu, nhưng cũng có giới hạn nhất định vì kinh phí hạn chế. Được biết, các cháu ngoan ngoãn và học giỏi, biết tự mình vượt qua số phận nghịch cảnh của gia đình. Không giống những con tử tù khác, cháu Vi Văn Mạnh sinh năm 2014 là con của tử tù Vi Văn Hai, kẻ gây ra vụ thảm sát 4 người trong gia đình ở bản Phòng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An vào tháng 7 năm 2015, có lẽ còn quá nhỏ dại để cảm nhận được nỗi đau do tội ác của cha mình gây ra. Người mẹ cũng không chịu đựng nổi cú sốc tâm lý nên đã bỏ bản làng ra đi, để lại cháu Mạnh mới 4 tuổi cho ông bà nội nuôi dưỡng. Ông Vi Văn Bình là bố đẻ của tử tù Vi Văn Hai kể lại, hay là trụ cột trong gia đình. Từ nhỏ đến lớn không được học hành, không hiểu biết pháp luật, lớn lên như cây cỏ trên rừng, chỉ biết quần quật làm việc để nuôi cha mẹ và vợ con. Cho đến ngày gây ra thảm án, xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ mà xuống tay tước đoạt tính mạng của 4 con người vô tội. Năm đó, Hai vừa tròn 20 tuổi, tội lỗi đã phải trả giá bằng bản án nghiêm khắc nhất của luật pháp. Nhưng tự sâu thẳm ruột gan của người cha già vẫn luôn day dứt ân hận vì không dạy bảo được con cái. Gần 3 năm qua, mỗi lần nhìn đứa cháu nội côi cút thui thủi một mình, ông lại nghĩ đến đứa con trai duy nhất đang nằm xiềng trốn biệt giam, thương giận lại dâng trào. Trong số các tử tù đang nằm trốn biệt giam tại trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An, tử tù Nguyễn Hoài Thu là một ngoại lệ đặc biệt. Từ một cô giáo trẻ rời quê hương Hà Tĩnh lên miền núi Quế Phong, Nghệ An lập nghiệp, dạy toán tại trường trung học cơ sở xã Tiền Phong và lập gia đình tại đây, không giữ được mình trước cám dỗ của đồng tiền bất chính, Thu lao vào đường dây mua bán vận chuyển 225 bánh heroin. Trong đó, Thu giữ vai trò vận chuyển 70 bánh nên bị kết án tử hình vào năm 2013. Lúc bấy giờ, Thu đã ly dị chồng nên đứa con trai mới 10 tuổi phải gửi về cho bà ngoại nuôi nấng. Từ trốn biệt giam, tử tù Nguyễn Hoài Thu đã tiết kiệm dành dụm từ tiền lưu ký của mình để làm việc thiện nguyện. Trong đợt thăm và tặng quà của trại tạm giam công an tỉnh Nghệ An dịp trước Tết Nguyên đán, cho 7 trường hợp là con tử tù có sự đóng góp của phạm nhân Nguyễn Hoài Thu. Đặc cách mà ban giám thị trại tạm giam dành cho đóng góp của tử tù này là hàng tháng, Thu được phép gọi điện về cho con trai. Việc làm này tưởng chừng như đơn giản, nhưng không phải những đứa trẻ mang thân phận tử tù nào cũng may mắn nhận được. Nguyễn Minh Châu, thủ phạm đã gây ra vụ thảm sát tiệm vàng Kim Sinh ở số 48 Tây Sơn, Hà Nội vào một ngày mùa hè tháng 7 năm 1999, cướp đi sinh mạng 4 con người trong một gia đình, đã phải trả giá bằng bản án tử hình. Vụ án đã khép lại hơn 20 năm nay, nhưng những dư âm kinh hoàng mà vụ án để lại thì
thì cho đến tận bây giờ vẫn còn là một nỗi ám ảnh không dễ nguôi ngoai. Những ngày nằm trong khu biệt giam chờ thi hành án, tên sát nhân máu lạnh đã không thể giấu nổi sự thèm sống, sự ân hận day dứt với người vợ nơi quê nhà. Thế nhưng, tất cả đã quá muộn màng đối với hắn. Theo những gì hắn khai, có thể hình dung được nguyên nhân khiến hắn gây án dã man với gia đình ông chủ tiệm vàng Kim Sinh rất đơn giản. Để có tiền trả nợ, vì đêm ngày 17 tháng 7 năm 1999, hắn thua cháy túi tại một chiếu bạc ở thị trấn Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Rời khỏi sới bạc, đầu óc hắn quay cuồng với suy nghĩ kiếm đâu ra tiền để trả cho chủ sới hơn 20 triệu khi đã chót vay và thua hết. Nằm nghĩ một đêm, trong cái đầu ngu muội của hắn, bỗng nảy sinh một ý nghĩ tàn độc khi nhớ tới vợ chồng ông chủ tiệm vàng Kim Sinh mà ngày xưa hồi còn buôn vàng cốm, hắn thường qua lại để bán vàng cho ông và vẫn hay ngủ lại ở nhà ông bà Sinh. Sáng hôm sau, hắn lẳng lặng dậy sớm, sắp xếp mấy bộ quần áo và chiếc cặp màu đen và nói với vợ là đi Nam Định có việc. Sở dĩ hắn chọn nhà ông Sinh vì hắn biết vợ chồng ông năm nay đã ngoài 70 tuổi, hai con trai ở cùng thì một người là anh Tảo bị tâm thần nặng, còn một người là anh Thức cũng bị tâm thần nhưng ở thể nhẹ hơn. Nhà ông Sinh có một người giúp việc là chị Nghĩa, nhưng chị này chỉ đến làm việc vào ban ngày, còn ban đêm thì không ngủ lại. Tên Châu mang theo 700.000 đồng, đến chiều thì hắn tới bến xe Kim Mã. Việc đầu tiên khi đặt chân tới Hà Nội là hắn thuê xe ôm từ bến xe Kim Mã ra chợ Hôm Đức Viên mua một con dao giấu vào chiếc cặp đen mang theo. Sau đó, Châu thuê xe ôm tới ngã tư Ô Chợ Dừa ăn một bát phở. Ăn xong, Châu tìm một hàng nước chè đối diện với tiệm vàng Kim Sinh ngồi hút thuốc chờ trời tối. Khoảng 20 giờ 30, Châu đi bộ vào tiệm vàng Kim Sinh. Vợ chồng ông Phạm Công Sinh, chủ tiệm, vui mừng khi thấy người quen liền hỏi han rất niềm nở. Sau một hồi nói chuyện thì ông Sinh hỏi hắn tối nay ngủ ở đâu và ông mời hắn ngủ lại ở nhà mình. Ông không ngờ đã rước vào nhà một đại họa. Châu vui vẻ nhận lời. Tối đó, hắn ngủ cùng giường với anh Thức. Vài phút sau, cháu nội ông Sinh là anh Phạm Ngọc Toàn đến. Châu mời anh Toàn hút thuốc nhưng anh này từ chối. Sau đó, cả anh Toàn và chị Nghĩa đều về nhà. Ông Sinh khóa cửa tắt điện đi ngủ. Châu nằm trên một chiếc giường cùng phòng với anh Thức. Hắn xem tivi một lúc rồi tắt. Nhưng đôi mắt hắn mở trong trong, hắn vừa nằm vừa đợi đến lúc cả nhà ngủ say. Khoảng 3 giờ sáng, ngày 19 tháng 7 năm 1999, Châu ngồi dậy. Trong đêm tối, đôi mắt ác thú của hắn vắn lên những tia máu. Hắn nhẹ nhàng mở chiếc cặp đen, lôi ra con dao đã mua từ chiều, rồi đến gần anh Thức. Lúc này đang say ngủ. Hắn dùng tay trái bịt mồm, chân phải đè lên bụng và dùng dao cứa vào cổ anh Thức. Nghe tiếng động, do anh Thức đập chân xuống giường, ông Sinh tỉnh ngủ và hỏi thì Châu tỉnh bơ nói, nó ngủ mê đấy ông ạ. Ông Sinh nhìn nhưng bên trong tối om không thấy gì, ông lại đi tiếp vào phòng anh Tảo và bật điện. Thấy anh Tảo vẫn đang ngủ, ông lại đi ra. Lúc này vì có ánh điện nên Châu sợ ông Sinh sẽ phát hiện nên hắn chờ ông đi sát giường anh Thức thì dùng dao đâm một nhát vào người nhưng trượt. Ông Sinh giằng co con dao với hắn, nhưng sức vóc của một ông già ngoài 70 tuổi không lại được với con thú đang say máu trong hắn. Hắn đâm và chém liên tiếp vào người ông Sinh đến khi ông gục xuống. Nghe tiếng kêu của chồng, bà Tịch chạy ra cũng bị hắn đâm cho đến chết. Trong lúc giằng co với bà Tịch, tên Châu đã nắm phải lưỡi dao khiến bàn tay trái của hắn bị thương. Anh Tào choang thức dậy, nhưng vốn là người tâm thần nên anh không sao hiểu được bi kịch đang đổ xuống gia đình mình. Tên Châu không giết anh Tào ngay mà hắn tìm chìa khóa cửa và chìa khóa két sắt. Sau đó Châu dùng thìa mở hai két sắt nhưng không được. Hắn tiếp tục dùng chiếc kéo sắt đập vỡ tủ kính rồi vơ vét tất cả vàng, nhẫn, dây chuyền cho vào cặp. Xong xuôi, hắn phá một chiếc hòm sắt dùng đựng nữ trang của bà Tịch, cướp đi sợi dây chuyền, chiếc lắc đeo tay bằng vàng ta, dây chuyền, hoa tai, nhẫn, đồng hồ, v.v. Quay lại chỗ anh Tào đang ngồi, bản chất dã thú của hắn lên tới đỉnh điểm khi hắn quyết tâm giết nốt người tâm thần vô hại này. Sau đó, Châu cầm dao vào nhà vệ sinh rửa máu dính ở dao và vứt vào trong chiếc xô nhựa màu đỏ để trong nhà tắm. Hắn còn tắm rửa, giặt chiếc quần đùi đen có dính máu, xong rồi lại mặc tiếp và xách cặp ra cửa mở khóa. Khi ra đến ngoài đường, hắn đi bộ đến cổng bệnh viện Đống Đa, thuê một người xe ôm chở ra bến xe phía Nam để bắt xe khách về nhà bà cô ở Nam Định. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương điều tra và truy tìm hung thủ. Khi đã chắc chắn tên Châu là thủ phạm gây ra vụ án kinh hoàng tại tiệm vàng Kim Sinh và hiện tại hắn đã trốn khỏi nhà bà cô Nguyễn Thị Thuộc ở vụ bản Nam Định, lực lượng công an các tỉnh, thành phố gần Hà Nội được lệnh chốt chặn tất cả các tuyến đường có xe khách chạy qua. Thông tin mà người xe ôm tên Hiếu cung cấp cho biết
anh đã chở tên Châu ra đường lớn để hắn bắt xe đi Đồng Văn, Hà Nam. Hàng trăm chiếc xe khách và cả xe con dừng lại để kiểm tra nhằm phát hiện một gã đàn ông băng bó ở tay. Rất nhiều người có đặc điểm tầm vóc giống Châu được đề nghị lật bàn tay trái kiểm tra nhưng không có kết quả. Có một chuyện khiến tổ công tác mũi vây bắt ở Tuyên Quang nhớ mãi, đó là các anh nhận được thông tin từ một người lái xe khách cung cấp vừa có một người khách băng bó ở tay xuống xe cách đây 30 phút. Lập tức, thông tin được xác minh, hóa ra đó là một người bị gãy tay vừa đi bó bột về. Sáng ngày 21 tháng 7 năm 1999, tổ công tác từ Tuyên Quang báo về Châu có một người bạn tên là Nguyễn Sóc Oánh ở Duy Tiên, Hà Nam. Năm 1990, hắn bị công an tỉnh Hà Nam Ninh bắt về tội đánh bạc. Khi đó hắn bị vồ tại một sới bạc ở Duy Tiên, Hà Nam. Liệu rằng Châu có trốn về nhà người bạn này để trú ngụ hay không? Ngay lập tức, một mũi công tác lại được lệnh về Duy Tiên. Đồng thời, tổ công tác cũng cung cấp thông tin quan trọng về ban chuyên án. Cách đây mấy hôm, Châu đã thua trái túi tại một sới bạc ở Chiêm Hóa. Khi hắn đứng dậy, gã chủ sới thông báo Châu còn nợ 20 triệu đồng. Không có tiền trả nợ, nhưng Châu lại hẹn thứ tư sẽ quay về Na Hàng đánh bạc. Chắc chắn, hắn lên kế hoạch giết người cướp của là để trả nợ và đánh bạc. Ban chuyên án không loại trừ khả năng tên Châu sau khi cướp được vàng sẽ quay về Na Hàng đánh bạc bằng đường thủy, nên lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy của công an các tỉnh thành Hà Nội, Hà Tây, Phú Thọ, Việt Trì, Tuyên Quang nhận lệnh vào cuộc chốt chặn trên tất cả các dòng sông. Còn công an Nam Định và Hà Nam đã lục tung từng khách sạn, nhà nghỉ, quán trọ, thông báo tới tất cả các chủ cơ sở cho khách lưu trú, nâng cao tinh thần cảnh giác, thông báo kịp thời cho công an về những nghi vấn của khách trọ. Đến chiều ngày 22 tháng 7 năm 1999, thì tổ công tác truy lùng ở mũi Duy Tiên, Hà Nam do Đại úy Nguyễn Việt trước báo về ban chuyên án đã khoanh vùng được nơi ẩn náu của tên Châu, đó chính là nhà gã bạn cờ bạc của hắn, Nguyễn Sóc Oánh. Ngay lập tức, tất cả các tổ công tác được lệnh về Duy Tiên để hỗ trợ anh em mũi này bắt sống tên Châu. Đích thân Trung tá Nguyễn Đức Bình, trưởng phòng hình sự cùng với công an huyện Duy Tiên đi vào nhà Oánh. Lúc đó, Oánh đi vắng, nhưng các anh phát hiện bên trong giường nhà Oánh có chiếc cặp màu đen, rất có thể là của tên Châu. Chập tối ngày 22 tháng 7 năm 1999, Oánh về nhà, thấy công an tới hỏi về Châu. Ngay lập tức, Oánh nhăn nhở giở giọng vòi tiền thì mới chỉ chỗ tên Châu đang ở. Dù cay đến tận mũi, nhưng các anh cảnh sát hình sự buộc phải mềm mỏng với hắn vì hắn là chiếc chìa khóa để mở nhanh nhất việc bắt giữ tên Châu. Trung tá Nguyễn Đức Bình đưa cho hắn 500.000 đồng. Oánh cho biết, sau khi ăn cơm tối, Châu đã mò sang nhà một người đàn bà có tên là Nguyễn Thị X làm nghề mại dâm ở gần đó. Và giờ này, chắc chắn là Châu đang mây mưa với Thị X. Từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi đến nhà Oánh, Châu chỉ có mỗi hai việc. Ban ngày thì đi đánh bạc với bọn Oánh, ban đêm thì mò sang nhà X để giải quyết nhu cầu. Quả đúng như thế, khi tổ công tác bí mật chốt chặn xung quanh khu vực nhà X thì phát hiện một người đàn ông đang ngồi hút thuốc ở cánh đồng gần nhà X. Một người cầm đèn pin dọi thẳng vào mặt hắn. Châu cuống cuồng định chạy nhưng không kịp trước những cánh tay cứng như thép của các chiến sĩ cảnh sát hình sự. Hóa ra, hắn đang ngồi chờ đến lượt, vì khi hắn đi vào nhà X thì chợt có hai thằng oắt con đòi vào giải quyết trước. Thế là hắn đành phải ra ngoài cánh đồng, ngồi đợi đến lượt. Lúc đó là khoảng 20 giờ 20 phút, ngày 22 tháng 7 năm 1999. Khai thác nóng tại chỗ, Nguyễn Minh Châu cho biết, sáng ngày 20 tháng 7 năm 1999, khi bà Nguyễn Thị Thuộc nhận được điện thoại của vợ hắn thông báo có công an đến nhà hỏi thăm, hắn đang nằm trên giường, đã vùng dậy vì biết bị lộ nên nhanh chóng gọi xe ôm trở ra đường cái, rồi tiếp tục bắt xe ôm đến nhà bạn là Nguyễn Sóc Oánh ở Duy Tiên, Hà Nam. Hắn không đi xe của một người mà được một đoạn hắn lại thuê một người khác chở để tránh bị phát hiện. Đến nhà Oánh, Châu lấy khăn bọc số vàng tê lại rồi ném xuống góc ao, còn số vàng ta thì hắn giấu trong đống rơm. Mặc dù đang phải trốn chạy công an, nhưng hắn vẫn giữ thói quen giải trí là đánh bạc ban ngày và chơi gái ban đêm. Những ngày tháng nằm trong buồng biệt giam, hơn lúc nào hết, Nguyễn Minh Châu thấm đến tận cùng sự trả giá. Mỗi tháng một lần, Lê Thị Định, vợ hắn, lại khăn gói quả mướp từ Tuyên Quang xuống thăm chồng. Mỗi lần gặp nhau qua vách ngăn cũng chỉ được vài phút, thế nhưng với Châu, đó là những giây phút ý nghĩa nhất trong cuộc đời hắn. Ngày 20 tháng 3 năm 2001, Châu đã bị đưa ra pháp trường xử bắn. Người chết là hết tội, nhưng những người ở lại như vợ con hắn, người thân của hắn, cho đến bây giờ cũng vẫn không sao rửa được vết nhơ mà hắn đã viết lên cuộc đời họ. Nguyễn Minh Châu là con thứ tư trong gia đình có 9 anh chị em. Hắn được tiếng là ưa nhìn nhất nhà và cũng nổi tiếng ăn chơi, nên tuổi 18 đôi mươi đã có khá nhiều các cô gái mải chơi xin chết. Nhưng cũng giống như rất nhiều gã đàn ông hư hỏng khác, hắn lại chỉ thích các cô gái ngoan ngoãn nết na.
Trong số những người con gái hắn để mắt tới, có chị Lê Thị Định. Đến năm 21 tuổi thì hắn quyết định lấy Định làm vợ. Một người phụ nữ chăm chỉ, phục tùng hắn vô điều kiện, không bao giờ dám làm gì trái ý chồng. Khi Châu chưa gây án, chị này chỉ có một ước mơ duy nhất là chồng mình bỏ được cờ bạc nghiện hút, nhưng Châu vẫn chứng nào tật nấy, dù đã nhiều đêm chị khóc hết nước mắt khuyên can hắn. Nếu như không cờ bạc, không nghiện hút thì rất có thể Châu đã trở thành một đại gia có máu mặt ở vùng đất Chiêm Hóa, vì hắn làm ăn cũng có lộc, cũng trải qua đủ nghề, từ đào đãi vàng, công nhân rồi buôn vàng cốm, nhưng được đồng nào thì lại ra đồng ấy, có bao nhiêu tiền hắn cũng nướng hết vào sấy bạc. Khi từ sới mò về nhà vào mỗi rạng sáng, hắn chỉ còn là thân hình sơ xác, hai mắt đỏ ngầu vì mất ngủ và cái túi rỗng không. Trước khi gây ra vụ thảm án, hắn đã có một tiền án về tội đánh bạc và một tiền sử về tội nghiện hút. Lấy chồng lấy vợ âu cũng là cái duyên, bởi thế chúng tôi rất ngạc nhiên và ngồi nhìn chị Định rất lâu khi tìm đến Chiêm Hóa tuyên quang. Người phụ nữ ấy hơn chục năm nay vẫn ở một mình, mở một cửa hàng tạp hóa sinh sống, nuôi hai con ăn học. Có với nhau hai người con, năm hắn gây án, cô con gái lớn của vợ chồng Châu học lớp 8, còn cậu em học lớp 6. Nỗi bất hạnh của Định và những đứa con hình như được dịp giải bày. Những giọt nước mắt buồn tủi lăn dài không dứt trên gương mặt cũng khá ưa nhìn, nhưng bầm dập nỗi cay đắng của chị. Không biết khi đã lạc vào một thế giới khác, Châu có biết những hệ lụy mà anh ta gây ra cho vợ con, cho người thân, nó kinh khủng tới mức nào hay không, mà chúng tôi đồ rằng nếu không phải là người có bản lĩnh thì có lẽ chị Định đã phải ôm con, bỏ xứ mà đi. Khi mới bị bắt, Nguyễn Minh Châu từng hỏi dồn dập các anh cảnh sát hình sự, bao giờ thì cháu bị bắn, và tỏ ra bình tĩnh khi khai lại quá trình phạm tội của mình, không một chút ăn năn hối hận. Nhưng dường như khi nhắc tới vợ con, Châu như bị chạm vào một góc khuất lương tri còn sót lại trong tâm hồn đen tối của hắn. Hắn không còn tỏ thái độ ngông nghênh bất cần nữa. Trong suốt quá trình bị biệt giam, Châu hoàn toàn chấp hành mọi nội quy của trại một cách có ý thức mà không có ý định quậy phá, bởi hắn hiểu tội ác của hắn, đến ông trời vốn rộng lòng cũng không thể dung tha. Hắn cũng không gửi đơn xin chủ tịch nước tha tội chết như hầu hết những kẻ từ tù đều làm để hy vọng vớt vát cuộc sống, dù là niềm hy vọng mong manh. Niềm an ủi duy nhất mà hắn được vợ thông báo trong mỗi lần gặp mặt ngắn ngủi đó là hai đứa con rất ngoan ngoãn học giỏi. Không biết đó có phải là sự bù đắp cho cuộc đời của chị Định hay không. Cô con gái lớn đã tốt nghiệp đại học và đi làm. Có cơ quan ở tỉnh Tuyên Quang đã nhận cô, nhưng có lẽ vì những mặc cảm mình là con của một tử tù nên cô đã tìm một công việc ở xa nơi mình sinh sống. Cậu con trai cũng tốt nghiệp đại học, rất chăm ngoan, không nề hà giúp đỡ mẹ những công việc trong gia đình, từ nấu cơm, rửa bát, quét nhà, v.v. Chúng tôi không biết chị Định đã phải vượt qua những quãng thời gian khủng khiếp sau khi chồng mình bị bắt như thế nào, nhưng cũng hình dung được mẹ con chị đã phải cố gắng vượt lên dư luận khắc nghiệt ở mảnh đất bé nhỏ ấy bằng một nghị lực phi thường. Như lời chị nói là phải có nghị lực gấp đôi người bình thường. Một bước ra đường, chị cũng bị người đời khinh rẻ xăm soi. Dù các con chị rất chăm ngoan học giỏi, nhưng đã có lúc dư luận ác độc khiến hai đứa trẻ chán nản sợ hãi, không muốn đến trường. Và nước mắt có lẽ là thứ sẵn nhất của mẹ con chị thời điểm lúc bấy giờ. Thế mới biết hệ lụy mà những kẻ như Nguyễn Minh Châu gây ra cho người thân của mình là khủng khiếp đến nhường nào. Những ngày cuối cùng trong buồng biệt giam, Châu đã hì hục viết thư cho vợ con bằng tất cả những gì có thể viết được ra chữ. Từ một vỏ bao thuốc lá đến tờ giấy bao đi. Và bức thư cuối cùng hắn đã viết bằng những suy nghĩ ấp ủ trong suốt gần 2 năm trời nằm trong buồng biệt giam. Những ân hận dai dứt đã làm khổ vợ, khổ con, khổ gia đình, khiến hắn được trở về đúng với con người sơ khai của hắn. Những bức thư chồng gửi về, chị Định vẫn giữ gìn cẩn thận. Những nét chữ của Châu vẫn hiện hữu như ngày nào, thỉnh thoảng giờ ra, chị lại ứa nước mắt. Chị sợ thời gian sẽ làm hỏng những bức thư ấy, nên đã cẩn thận chép lại vào cuốn sổ bằng những nét chữ rất đẹp. Tôi cũng thấy ngạc nhiên về Định, một người đàn bà ít tiếp xúc với chữ nghĩa, nhưng lại trân trọng những chữ nghĩa của một người chồng tử tù. Trò chuyện thật lâu với chị, tôi mới hiểu rằng chị trân trọng những gì được coi là kỷ vật của người chồng tội lỗi để lại. Bởi vì chị tin những lời nói, những dặn dò, những trăng trối của Châu là thật, là những gì con người nhất của anh khi tội ác đã xếp sang một bên, khi Châu đã trở về với đúng nghĩa một con người. Và dường như chỉ khi đọc lại những bức thư ấy, chị Định mới cảm nhận được hết tình cảm vợ chồng mà Châu đã dành cho chị. Dù lúc sống anh ta chẳng làm được gì cho vợ con vui lòng, ngoài những giọt nước mắt buồn tủi. Ai đó đã nói, lời trăn trối bao giờ cũng là lời nói chân thật nhất. Chúng tôi cũng tin như thế khi đọc lại bức thư của Nguyễn Minh Châu, từ tù có cái tên rất đẹp, nhưng những gì hắn làm thì lại không đẹp như cái tên của hắn. Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2000.
Em yêu quý, các con thương nhớ. Đêm nay, anh về thăm em cùng các con qua trang giấy nhỏ và cây bút giữa đêm trường, qua nhiều đêm mất ngủ vì nhớ và thương em và các con nhiều. Em thân yêu, giờ này chắc em cũng thao thức không ngủ được, phải không em? Hãy tha lỗi cho anh, em nhé. Anh không biết nói gì nhiều trong lúc đau khổ này. Anh chỉ cầu mong sao cho em và các con luôn mạnh khỏe và làm ăn luôn gặp may mắn trong cuộc sống, là anh vơi đi nỗi buồn mà. Đầu thư, anh chúc em và các con luôn bình an nhé. Qua em cho anh gửi lời hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ cùng anh em con cháu trong toàn gia quyến nội ngoại và tất cả anh em bạn bè hàng xóm với nhé. Định ơi, em biết không, trái tim anh hàng ngày như muốn rỉ máu bởi nỗi nhớ em và hai con cùng gia đình. Anh không có thời gian và không có cơ hội để rút kinh nghiệm nữa rồi. Bây giờ, ngày đêm, anh chỉ âm thầm cầu nguyện cho mẹ con em và gia quyến luôn được bình an trong cuộc sống, làm ăn may mắn, các con học tập tiến bộ vươn lên để vượt qua mọi thử thách mà Chúa đặt ra để thử lòng mọi người ở thế gian này. Đừng oán trách anh em nhé, anh đã làm cho mẹ con em phải điêu đứng khổ sở thế này, anh ân hận lắm, nhưng tất cả đều đã quá muộn. Bây giờ, anh phải chấp nhận định mệnh đau lòng. Tất cả là tại nơi anh tất cả. Em không có lỗi gì đâu. Em cứ tin là khi ra đi, anh mang theo tất cả những suy nghĩ tốt về em. Cho dù thế nào đi nữa, thì em vẫn là người chịu mọi thua thiệt và đã hy sinh tất cả cho anh mà. Chỉ có anh mới đáng cho em hờn trách thôi. Chúng mình lấy nhau đã 15 năm, nếu tính từ lúc quen và yêu nhau thì đã 20 năm. 20 năm qua, anh được em lúc nào cũng dành cho anh tình cảm và sẵn sàng hy sinh vì anh mà. Em ơi, trước lúc ra đi, anh mong em hiểu rằng suốt thời gian 20 năm qua, mặc dù anh chơi bời trác táng, sa đọa là thế, nhưng tình yêu anh đã dành cho em là trọn vẹn. Anh nói thật lòng đấy, lúc nào anh cũng nghĩ tốt cho em, mong em hiểu cho anh nhiều nhé. Bây giờ với anh, tất cả đã là quá khứ, dĩ vãng, tan vào hư vô. Song điều mong muốn cuối cùng của anh là em và các con luôn mạnh khỏe thông minh để vượt qua mọi thử thách và cám dỗ của ma quỷ. Vì thế gian đầy những sự cám dỗ mà nếu con người ta không có bản lĩnh vượt qua để sa ngã thì tất nhiên phải trả giá. Hãy tránh xa các sự cám dỗ vật chất và tình cảm tầm thường. Em phải xác định được đâu là người và đâu là quỷ. Cũng là một con người, nhưng có thể khi nó muốn cám dỗ mình thì chính là lúc nó mang suy nghĩ của con quỷ. Anh nói vậy, em hiểu không? Mình đánh thức nó để nó sống đúng là con người, chứ nếu mình nghe theo sự cám dỗ của nó, tức là mình đã bị quỷ ám. Và em biết không, hãy cố gắng đứng vững trong quãng đời còn lại. Hãy vì các con, vì tương lai mà vươn lên, bỏ mặc mọi mặc cảm xung quanh mình để chứng minh cho mình. Hãy cố gắng lên, em nhé. Cuối cùng thì Nguyễn Minh Châu bị đưa ra trường bắn trả giá cho tội lỗi tay trời của mình. Giá như Châu không phạm sai lầm thì có lẽ anh đã không phải day dứt, day vó lương tâm cho đến tận lúc chết như bây giờ. Thưa quý vị, mọi tội ác đều phải trả giá trước pháp luật. Dù với bất kỳ tội danh nào thì các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.